Chào mừng các em đến với tiết học hôm nay của chương trình lịch sử lớp 7 trên kênh YouTube của trường Trung học cơ sở Chu Văn An. Chương trình lịch sử lớp 7 sẽ gồm có hai phần. Phần 1, khái quát lịch sử thế giới trung đại. Phần 2, lịch sử Việt Nam từ thế kỷ 10 đến giữa thế kỷ 19. Và trong tiết học đầu tiên hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu với phần 1, khái quát lịch sử thế giới trung đại. Và trong tiết 1 của bài 1, chúng ta sẽ học về sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu, thời sơ, trung kỳ, trung đại. Bài 1 này chúng ta có 3 nội dung. 1. Sự hình thành xã hội phong kiến ở châu Âu. 2. Lãnh địa phong kiến. 3. Sự xuất hiện các thành thị trung đại. Và để có thể dễ dàng hiểu được các thời kỳ lịch sử thì chúng ta tìm hiểu về kiến thức phân kỳ lịch sử để dễ dàng nghiên cứu và ghi nhớ các sự kiện trong các giai đoạn lịch sử. Chúng ta có phân kỳ lịch sử như sau: thời kỳ cổ đại, thời kỳ trung đại, thời kỳ cận đại và thời kỳ hiện đại. Và chúng ta thấy là đằng sau thời kỳ hiện đại thì có mũi tên tiếp tục, có nghĩa là lịch sử sẽ vẫn còn tiếp diễn. Và trong mỗi thời kỳ lịch sử, thời kỳ cổ đại, thời kỳ trung đại, thời kỳ cận đại hay thời kỳ hiện đại đều được chia thành 3 mốc thời gian nhỏ là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Có nghĩa là chúng ta sẽ có sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ của thời kỳ cổ đại, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ của thời kỳ trung đại, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ của thời kỳ cận đại và sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ của thời kỳ hiện đại. Các hình thức xã hội loài người. Tính đến thời điểm hiện tại, chúng ta thấy là đã có 5 hình thức xã hội loài người, có nghĩa là có 5 kiểu xã hội mà loài người đã trải qua. Một là xã hội nguyên thủy, xã hội đầu tiên của loài người. Hai, xã hội chiến hữu nô lệ. Ba, xã hội phong kiến. Bốn, xã hội tư bản chủ nghĩa. Và năm, xã hội chủ nghĩa. Xã hội nguyên thủy và xã hội chiến hữu nô lệ chúng ta đã được học ở chương trình lịch sử lớp 6. Và với chương trình lịch sử lớp 7, chúng ta sẽ tìm hiểu về xã hội phong kiến và xã hội tư bản chủ nghĩa. Tiêu đề bài là xã hội phong kiến được hình thành ở châu Âu, cho nên chúng ta sẽ tìm hiểu xem xã hội phong kiến được hình thành ở châu Âu như thế nào. Trên màn hình đó là lược đồ thế giới, và chúng ta sẽ xác định khu vực châu Âu trên cái lược đồ thế giới này. À, đó là khu vực châu Âu. Rồi chúng ta bắt đầu bài học của mình ở phần 1, sự hình thành xã hội phong kiến ở châu Âu. Đây là bản đồ Tây Âu thế kỷ thứ 5. Các em chú ý đế quốc Roma trên cái lược đồ này. Và phía bắc của đế quốc Roma là có các bộ tộc người Germanic sinh sống. Vào cuối thế kỷ 5 thì các bộ tộc người Germanic
sinh sống ở phía bắc của đế quốc Roma, họ đã làm gì? Người Phép Man, họ đã tràn xuống, tấn công xâm lược vào đế quốc Roma. Và sau khi mà lật đổ được đế quốc chiếm hữu nô lệ Roma, thì người Phép Man, họ đã làm gì trên lãnh thổ của người Roma? Họ đã chiếm lấy đất đai và lập nên những cái vương quốc mới của người Phép Man trên lãnh thổ Roma, đó là vương quốc Anglo-Saxon, sau này trở thành nước Anh, vương quốc Franc, sau này trở thành nước Pháp, vương quốc Tây Gốt, sau này trở thành nước Tây Ban Nha, vương quốc Đông Gốt, sau này trở thành nước Italia, tức là nước Ý, và đây chính là các quốc gia phong kiến. Châu Âu, mà chúng ta có cái bản đồ các quốc gia phong kiến châu Âu. Và cô mời các em ghi bài nội dung về sự hình thành xã hội phong kiến ở châu Âu. Bắt đầu từ ý thứ nhất, thế kỷ 5, người Phép Man xâm chiếm, tiêu diệt các quốc gia cổ đại phương Tây, thành lập nhiều vương quốc phong kiến như Anglo-Saxon, Franc, Tây Gốt, Đông Gốt. Các em lưu ý là chúng ta sẽ ghi chép bài cẩn thận vào tập theo như phần hướng dẫn của cô trên màn hình. Và chúng ta cũng có thể bấm dừng màn hình để thuận lợi hơn cho việc ghi bài vào tập. Và bây giờ cô sang phần tiếp theo. Chúng ta có câu hỏi, sau khi lật đổ được đế quốc Roma, thì người Phép Man họ đã làm gì trên lãnh thổ của quốc gia Roma? Trên lãnh thổ của quốc gia Roma, người Phép Man đã chiếm lấy ruộng đất của chủ nô Roma để chia cho nhau. Rồi họ phong cho các tướng lĩnh quân sự, quý tộc, các tước vị như là công tướng, hầu tướng. Có nghĩa là khi lật đổ được đế quốc Roma, người Phép Man họ đã chiếm phần ruộng đất của Roma để chia cho nhau. Và họ trở nên giàu có vì có được nhiều đất đai. Đồng thời, họ cũng phong chức vụ cho các tướng lĩnh quân sự Phép Man, quý tộc Phép Man, các tước vị như công tướng, hầu tướng. Và điều này nó đã dẫn đến cái sự thay đổi gì trong xã hội Tây Âu lúc bấy giờ? Như vậy, theo sơ đồ trên màn hình, chúng ta thấy xuất hiện hai giai cấp mới trong xã hội, đó là lãnh chúa phong kiến và nông nô. Lãnh chúa phong kiến xuất hiện từ nguồn gốc nào? Đó chính là các tướng lĩnh quân sự và quý tộc người Phép Man. Khi họ được chia nhiều đất đai, trở nên giàu có, được phong chức tướng, trở nên quyền lực, thì họ trở thành giai cấp mới, đó là lãnh chúa phong kiến. Còn những nô lệ và nông dân cũ của Roma thì họ trở thành nông nô. Hai giai cấp mới này, chúng ta thấy khác biệt hai giai cấp cũ của xã hội cũ là xã hội chiếm hữu nô lệ. Xã hội chiếm hữu nô lệ có hai giai cấp là giai cấp chủ nô và nô lệ. Còn bây giờ, với sự tấn công, lật đổ đế quốc Roma của người Phép Man, thì xã hội đã xuất hiện lãnh chúa phong kiến và nông nô, có nghĩa là xã hội phong kiến.
thành thạo. Và cô mời các lớp ghi bàn. Chúng ta tiếp tục cái ý thứ hai, hình thành hai giai cấp mới, lãnh chúa phong kiến và nông nô. Và như vậy, xã hội phong kiến hình thành. Như cô lưu ý là các em có thể dừng màn hình để chúng ta có thể ghi chép bài. Rồi, cô xin tiếp tục phần tiếp theo. Đây là những hình ảnh để chúng ta có thể hình dung rõ hơn về quá trình hình thành hai giai cấp mới trong xã hội để dẫn tới sự hình thành xã hội phong kiến. À, đây là tướng lĩnh quân sự người Fetman. À, họ vừa có ruộng đất, vừa có quốc vị, và khi đó họ sẽ trở thành lãnh chúa phong kiến. Còn những nô lệ, nông dân Roma thì sẽ trở thành nông nô. Chúng ta qua phần 2 nói về lãnh địa phong kiến. Trên màn hình chúng ta thấy những khu đất rất là rộng, có dinh thự, đền đài ở trung tâm của lãnh địa. Rồi chung quanh lãnh địa là những hào sâu bao quanh. Và đây là khu đất rất rộng lớn. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu lãnh địa phong kiến là gì? Ở phần này các em có thể đọc tư liệu sách giáo khoa để chúng ta hiểu khái niệm lãnh địa phong kiến là gì. Mà cô tóm tắt, lãnh địa phong kiến là vùng đất đai rộng lớn mà các lãnh chúa chiếm làm của riêng. Mà chúng ta có thể nhìn thấy hình ảnh về lãnh địa phong kiến, đó là những khu đất rất rộng lớn, nó có sông suối, ao hồ, đầm lầy, trang trại, và những nông nô họ sẽ sinh sống trong lãnh địa phong kiến này. Trung tâm của lãnh địa phong kiến sẽ là nơi ở của lãnh chúa, đó là những cái dinh thự, đền đài, cái nguyên nga tráng lệ. Vậy thì đời sống trong lãnh địa, cuộc sống của lãnh chúa, cuộc sống của nông nô trong lãnh địa cũng như thế nào? Đọc tư liệu chúng ta sẽ dễ dàng có câu trả lời. Lãnh chúa không phải lao động, sống sung sướng, xa hoa. Họ chỉ làm công việc là cưỡi ngựa, bắn cung và thường tổ chức những đêm hội hè yến tiệc. Còn đời sống của nông nô trong lãnh địa thì như thế nào? À, người nông nô thì phải lao động vất vả, đói nghèo, khổ cực và đương nhiên phải nộp tô thuế cho lãnh chúa. Chính vì vậy mà giữa lãnh chúa với nông nô, họ luôn có sự mâu thuẫn rất là lớn. Là cô mời cả lớp ghi bàn. Ý thứ nhất, lãnh địa phong kiến là vùng đất đai rộng lớn mà các lãnh chúa chiếm làm của riêng.
Ý thứ hai, đứng đầu lãnh địa phong kiến là lãnh chúa, tức là mỗi lãnh địa phong kiến, người có quyền lực lớn nhất đứng đầu lãnh địa phong kiến đó chính là lãnh chúa phong kiến. Mỗi lãnh địa là một đơn vị kinh tế chính trị độc lập đóng kín, dẫn đến đặc điểm kinh tế của lãnh địa là tự cung tự cấp, tức là mỗi lãnh địa tồn tại một cách độc lập do lãnh chúa phong kiến đứng đầu, và cuộc sống trong lãnh địa đó là cuộc sống khép kín. Những người nông nô sinh sống trong lãnh địa, họ sẽ tự cung tự cấp, tự sản xuất, tự tiêu dùng, làm nên một cái lãnh địa khép kín. Chính vì vậy, đặc điểm kinh tế của lãnh địa là tự cung tự cấp, và lãnh địa là một đơn vị kinh tế chính trị hoàn toàn độc lập riêng biệt, không có sự trao đổi giao lưu với nhau. Rồi, sau khi ghi bài phần 2 lãnh địa phong kiến thì chúng ta tiếp tục tìm hiểu ý thứ ba, sự xuất hiện các thành thị trung đại. Các thành thị trung đại đã ra đời trong cái hoàn cảnh như thế nào, bắt đầu từ cái nguyên nhân nào thì chúng ta sẽ tìm hiểu bài học trong phần 3. Nguyên nhân xuất hiện thành thị trung đại đó là do nền sản xuất phát triển, tức là những người nông nô họ sinh sống trong các lãnh địa thì bao gồm có nông dân, thợ thủ công, và khi mà những người thợ thủ công họ làm ra hàng hóa ngày càng nhiều, trở nên dư thừa, thì những người thợ thủ công này họ đã tìm đến những nơi đông người để mà lập xưởng sản xuất và tổ chức buôn bán những cái sản phẩm, những cái hàng hóa mà họ đã làm ra. Và dần dần những nơi đó trở thành các thị trấn, rồi từ thị trấn trở thành các thị tứ, và thành thị trung đại đã ra đời. Đó chính là hoàn cảnh và nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện thành thị trung đại. Vậy thì thành thị trung đại hoạt động như thế nào? Cư dân sinh sống chủ yếu ở thành thị chính là những người thợ thủ công, là những người làm ra các sản phẩm, các hàng hóa, và thương nhân là những người đến mua bán những sản phẩm và hàng hóa đó. Họ lập nên các quần hội và thương hội để cùng nhau sản xuất, các buôn bán. Quần hội là tổ chức của những người thợ thủ công cùng nhau sản xuất. Thương hội là tổ chức của những thương nhân để cùng nhau buôn bán. Và khi thành thị trung đại ra đời, nó có vai trò là thúc đẩy nền sản xuất phát triển hơn và cũng làm cho xã hội phong kiến phát triển. Nhà cô mời cả lớp ghi bài. Thành thị trung đại ra đời là do hàng hóa nhiều nên thợ thủ công tìm đến nơi đông người để lập xưởng sản xuất và tổ chức buôn bán. Từ đó lập ra thị trấn, và cuối cùng từ những thị trấn đó trở thành các thành thị trung đại. Vậy là thành thị trung đại đã ra đời. Cư dân sinh sống chủ yếu ở thành thị trung đại là thợ thủ công và thương nhân. Sự ra đời của thành thị trung đại có vai trò là thúc đẩy sản xuất và làm cho xã hội phong kiến phát triển. Cũng như cô đã lưu ý cho em có thể dùng màn hình để chúng ta chép bài thuận lợi hơn, dễ dàng hơn. Rồi với cái nội dung thứ ba này cũng đã kết thúc bài thứ nhất của chương trình lịch sử lớp 7, nói về sự hình thành của xã hội phong kiến ở châu Âu. Chúc các em học tập tốt và giữ sức khỏe, đảm bảo nguyên tắc 5K nhé. Xin chào các em.